được chuyển thể từ tiểu thuyết Mộng Hoa Xuân của tác giả Hắc Nhan. Xuân Hoa Diễm xoay quanh hành trình trả thù và câu chuyện tình yêu của nữ sát thủ Mi Lâm do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai, với Tam Hoàng Tử Đại Viêm, Mộ Dung Cảnh Hòa do Lưu Học Nghĩa thủ vai. Sau khi được lên sóng từ ngày 14 tháng 10 vừa qua, bộ phim đã được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua nội dung sơ lược và đánh giá của khán giả đối với những tập đầu của phim nhé. Sơ lược nội dung 3 tập đầu của Xuân Hoa Diễm. Xuân Hoa Diễm mở đầu bằng chiến thắng vang dội của Hoàng Tử Mộ Dung Cảnh Hòa khi giành lại thành trì đã mất. Sau khi đánh thắng, quân Uy Bắc tiến vào thành châu thì tòa thành này bất ngờ bốc cháy, khiến hàng chục nghìn người dân nơi đây thiệt mạng. Đúng lúc này, trong thành Thanh Châu đột nhiên lan truyền tin đồn rằng Uy Bắc tướng quân Mộ Dung Cảnh Hòa ôm hận bách tính nơi này phản bội Đại Viêm, vậy nên sau khi vào thành đã hạ lệnh phóng hỏa tàn sát tất cả. Vốn là Uy Bắc tướng quân của một đội quân chính nghĩa, Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng trở thành kẻ mà ai cũng căm ghét và muốn lấy mạng. Cũng vì sự việc này, anh bị Hoàng đế Đại Viêm đày đến Kinh Bắc suốt 10 năm, chịu đủ mọi khó khăn và nhục nhã. Trong vụ hỏa hoạn ở Thanh Châu, bi kịch cũng ập đến gia đình của cô gái tên Mi Lâm. Khi đang giữ dây để Mi Lâm trèo xuống dưới, cha cô không may bị xà nhà cháy rơi trúng và ra đi mãi mãi. Trong lúc hỗn loạn, cô giằng co với một người áo đen để ngăn hắn ta phóng hỏa và vô tình giật được lệnh bài có chữ Uy Bắc. Nhìn Thanh Châu tan hoang chỉ sau một đêm, Mi Lâm lập lời thề sẽ tự tay lấy mạng hung thủ. Để thực hiện lời thề này, cô gia nhập tổ chức bí mật ám xưởng, uống độc mặc mạch trở thành tử sĩ. Trải qua nhiều năm huấn luyện tàn khốc, Mi Lâm nhận nhiệm vụ đầu tiên là hành thích Mộ Dung Cảnh Hòa. Dưới sự sắp xếp của ám xưởng, Mi Lâm trở thành một trong 100 mỹ nhân Tây Yên đến Đại Viêm hòa thân, chờ thời cơ ra tay với Tam Hoàng Tử Đại Viêm. Tuy nhiên, cô không biết rằng chủ nhân ám xưởng đứng đằng sau lập mưu sắp đặt vụ hành thích lại chính là Mộ Dung Cảnh Hòa. Suốt 10 năm bị đày ải ở Kinh Bắc, cảnh tượng bị người dân Thanh Châu đánh chửi luôn ám ảnh Mộ Dung Cảnh Hòa trong từng giấc mơ. Rõ ràng Mộ Dung Cảnh Hòa bị kẻ khác vu hại, nhưng Hoàng đế Đại Viêm lại không cho anh lật lại vụ án Thanh Châu. Nhẫn nhục chịu đựng tiếng xấu 10 năm, hắn giàn cảnh bị một cô nhi Thanh Châu, chính là Mi Lâm, ám sát trước mặt Hoàng đế Đại Viêm để lật ngược ván cờ. Thành tích và những điều ấn tượng của 3 tập đầu. Trưa ngày 14 tháng 10, bộ phim chính thức lên sóng 2 tập đầu tiên với điểm nhiệt trên Youku là 5.535 khi 3 tập phát sóng. Nhiệt độ của phim ghi nhận ở mức 7.000 điểm nhiệt trên Youku, cùng với nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cộng đồng mạng Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa rất hợp với nhân vật. Diễn xuất của cũng cả hai khá hòa hợp, đơn cử như trong tập 1, khi định ám sát Cảnh Hòa, Mi Lâm lại bị anh cướp nụ hôn đầu. Biểu cảm đắc ý của nam chính nhưng cũng đầy sự trấn áp với nữ chính khiến người xem thích thú. Tuy nhiên, trong 3 tập đầu tiên số quảng cáo của phim khá ảm đạm khi chỉ ghi nhận được một quảng cáo trên một tập với tổng thời lượng 15 giây. Dù vậy, truyền thông cho rằng nếu phản hồi ngày đầu lên sóng tích cực, thành tích quảng cáo của Xuân Hoa Diễm sẽ tăng trong những ngày tới. Thiết lập nhân vật trong Xuân Hoa Diễm có tính cách khá giống với các vai diễn trước đó của Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa. Ngô Cẩn Ngôn vừa có một tác phẩm cũng về nội dung báo thù rất thành công là Mặc Vũ Vân Gian. Trong khi đó, Lưu Học Nghĩa không ít lần đảm nhận vai diễn phản diện trong Lưu Ly, Thiên Cổ Quyết Trần. Chính vì vậy, nhân vật trong Xuân Hoa Diễm không hề khó diễn với hai nghệ sĩ. Cả Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa đều phát huy được thế mạnh diễn xuất của mình, tung hứng ăn ý với đối phương. Ngô Cẩn Ngôn được đánh giá tốt trong những phân đoạn hận thù, đánh võ có lực. Ngoài ra, số đông khán giả khen ngợi Lưu Học Nghĩa phù hợp với hình tượng điên của Mộ Dung Cảnh Hòa. Nhân vật này từng được bình chọn là đệ nhất cha nam trong dàn nam chính của tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Thậm chí, phim sẽ còn có cảnh nữ chính bị độc chết, nam chính đào mộ nàng lên để mang theo bên mình. Không những vậy, nam chính còn nhiều lần hành hạ nữ chính. Trước khi lên sóng, Ngô Cẩn Ngôn từng chia sẻ, điểm nhấn của phim Xuân Hoa Diễm là sự giằng co giữa các nhân vật, các mối tình rối rắm, yêu thương nhưng khổ đau. Mỗi nhân vật đều có sự bất ổn, cố chấp riêng. Nói về phim, Ngô Cẩn Ngôn ví von đây là cây khô gặp mùa xuân của mình và sát thủ Mi Lâm là vai diễn cô đã nỗ lực giành được cho sự nghiệp. Về phần Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên cũng dành nhiều tâm huyết cho vai Mộ Dung Cảnh Hòa. Nam diễn viên thậm chí có nhiều màn ngẫu hứng trên phim trường. Trong cảnh quay bị người dân ném đồ ăn, rau củ vào người ở tập 1, khi một chiếc bánh bao bay trúng mắt và rơi vào đùi Lưu Học Nghĩa, anh tiện tay cầm lên và bỏ vào miệng ăn. Phân cảnh ngẫu hứng này của Lưu Học Nghĩa lại đang nhận về phản ứng tích cực từ khán giả Trung Quốc. Lý do chủ yếu vì khi diễn cảnh này, nam diễn viên diễn chân thực, khiến độ điên, sự châm biếm của Mộ Dung Cảnh Hòa với thái tử được thể hiện rõ nét hơn. Diễn biến tập 4 và 5 của Xuân Hoa Diễm. Trong tập 4 của Xuân Hoa Diễm, Mộ Dung Cảnh Hòa chính thức bị thuyết phục bởi ý chí sống kiên cường của Mi Lâm lẫn niềm tin cô thực sự có bằng chứng giúp chàng minh oan. Để cứu mạng Mi Lâm,
lại giúp không làm hỏng tiệc hòa thân của hai nước, Cảnh Vương đề nghị Phụ Hoàng tuyên bố đây là ân oán riêng giữa hai người. Vì chàng trêu chọc Mi Lâm trước nên mới khiến mỹ nhân Tây Yên nảy sinh thù hận, kích động đâm mình ở yến tiệc. Nàng được miễn tội chết, chỉ bị phạt roi, thuận thế trở thành người của Mộ Dung Cảnh Hòa. Thái tử Mộ Dung Huyền Liệt, do Trần Sở Hà thủ vai, tin rằng Mi Lâm vẫn có giá trị đối với Cảnh Hòa, ra lệnh cho thuộc hạ cố ý đánh chết nàng trong ba roi. Nhìn ra ý đồ, Cảnh Vương bước ra tự thực thi hình phạt. Chàng vận nội lực để giảm lực đánh, nhưng bề ngoài vẫn trông như dáng đòn đau, khiến bản thân ngược lại bị thương không nhẹ. Sau khi được cứu, Mi Lâm đưa cho Cảnh Vương lệnh bài quân uy bác giả mà cô lấy được từ những kẻ đốt thành 10 năm trước. Cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cho Mộ Dung Cảnh Hòa, tin rằng chàng không phải tướng quân đồ tể giết hại người dân. Cô muốn tự mình báo thù cho gia đình, cho những người dân thành Thanh Châu chết oan. Nhưng Mi Lâm không biết Cảnh Hòa đi tìm xích phục tử cho cô, tự mình đột nhập Văn Hoa Các để tìm vị thuốc này. Vô tình, Trương Ấn đang giấu những tử sĩ mắc mạch, người bị gieo độc giống Mi Lâm, ở đây. Mi Lâm hiểu lầm hắn chính là kẻ đứng đầu tổ chức của mình, ám sưởng vì cùng mục tiêu là giết chết Cảnh Hòa. Cô suýt mất mạng trong biển lửa lúc tìm và uống xích phục tử, thoát nạn nhờ Cảnh Vương tới kịp. Trong tập 5 của Xuân Hoa Diễm, có một đoạn vừa đáng thương vừa đáng yêu lúc Mi Lâm bị ảo giác do tác dụng phụ của thuốc. Cô ra sức cắn Cảnh Vương vì tưởng anh là cái cây, khóc nức nở vì tưởng mình đang đối chất với chủ nhân ám sưởng, vì nỗi đau mất nhà, nhớ cha mẹ. Cảnh Hòa suýt thì hiểu lầm mình bị cô nhận ra, sau đó cam chịu bất lực, cuối cùng dùng bút vờ làm hoa để dụ dỗ Mi Lâm đi nghỉ ngơi. Cũng ở trong tập 4 và 5, một nhân vật mới đã xuất hiện trong phim, đó là Ân Tướng Quân hay còn gọi là Lạc Mai, do Triệu Tiểu Đường thủ vai. Trong nguyên tác, Mộ Dung Cảnh Hòa và Lạc Mai yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Suốt 10 năm ở Kinh Bắc, chàng vẫn luôn nhờ nàng, lợi dụng Mi Lâm để làm Lạc Mai vui. Trong Xuân Hoa Diễm chỉ đề cập Lạc Mai và Mộ Dung Cảnh Hòa là bằng hữu. Sự lạnh lùng khi Cảnh Hòa nhận quà và đòi xích phục tử từ chỗ Lạc Mai cũng cho thấy dường như cô không còn là bạch nguyệt quang của Cảnh Vương như nguyên tác. Ngoài ra, sau khi xem hết tập 5, khán giả đã nhận ra rằng phim đã cải biên rất nhiều so với tiểu thuyết. Việc loại bỏ chi tiết Mộ Dung Cảnh Hòa yêu say đắm Lạc Mai hoàn toàn có khả năng giúp giảm độ tra cũng như sự gây ức chế của nhân vật này và nỗi khổ của Mi Lâm. Diễn biến tập 6 và 7 của Xuân Hoa Diễm. Trong tập 6 của Xuân Hoa Diễm, Thái tử Trình Tấu báo cáo về vụ cháy Văn Hoa Các là tai nạn, Trương Ấn tham lam cống vật nên chết cháy. Sau đó, Mộ Dung Cảnh Hòa và Mộ Dung Huyền Liệt đã tới thăm nơi ở cũ của Tiên Hoàng hậu. Cảnh Vương quyết định không còn ẩn ý cà khịa hay giả vờ là đệ đệ ngoan ngoãn, nghe lời. Chàng trực tiếp nói thái tử không cần diễn bóng gió chuyện ai mới là kẻ đồ tể tàn sát vạn dân thành Thanh Châu. Mặt khác, dù đã đồng ý hợp tác với Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn giấu nữ sát thủ chuyện độc của cô chưa thực sự được giải và kẻ đứng sau vụ án 10 năm trước là Huyền Liệt. Mi Lâm và Cảnh Hòa biết Trương Ấn chưa chết. Nhưng manh mối duy nhất để tìm hắn là mỹ nhân Tây Yên đã giao dịch với hắn đêm đó. Mi Lâm mượn việc học lễ nghi ở chùa Hồng Lô để lén tìm người này. Phía thái tử cũng muốn diệt khẩu mỹ nhân kia nên cài người giết những ai có vết thương ở cánh tay. Để ngăn việc người vô tội bị tàn sát, Mi Lâm cố ý tạo ra vết bỏng, biến bản thân thành con mồi để dụ kẻ đứng sau. Chúng định dàn dựng cô phá bức tranh thêu bình phong của Tiên Hoàng hậu, gán cô tội chết. May mắn, Mộ Dung Cảnh Hòa tới kịp, rạch một đường nhỏ trên bức thêu, nói rằng Mi Lâm vì đuổi mèo hoang mà vô tình làm hỏng. Cô bị phạt giam lỏng tại đây để sửa bức bình phong, vừa là để bảo vệ cô an toàn không bị người của phe thái tử truy sát. Nhờ đó, Mi Lâm phát hiện ra có một đường chỉ lạ hướng tới khung tranh, chứa hoa văn ẩn, chính là di thư mà Tiên Hoàng hậu để lại, kêu oan cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Vì vậy, hiểu lầm của Cảnh Vương và mẫu thân cũng hóa giải. Cuối tập 7, Lạc Mai bất ngờ đánh vào phòng Mi Lâm. Cô được giao điều tra vụ có nội gián ở sứ đoàn Tây Yên. Sự nhập cuộc của Lạc Mai sẽ gây nên cản trở gì cho kế hoạch của Cảnh Hòa và Mi Lâm? Bên cạnh đó, dường như thái tử đang muốn lợi dụng việc này để chia rẽ chấp niệm của Lạc Mai với Mộ Dung Cảnh Hòa, tạo cơ hội cho mình tiến tới bên cô. Chi tiết đáng chú ý ở tập 6 và 7 là thân phận của mỹ nhân Tây Yên liên quan tới Trương Ấn là thuộc hạ thân tín của Việt Tần, do Tất Văn Quân thủ vai. Đúng như suy đoán của Mi Lâm và Cảnh Hòa, hắn dùng viên làm trắng để đổi giọng tạm thời, vẽ hoa thực dược ở cổ để che đi yết hầu. Kể từ sau tập 4 đến hiện tại, diễn biến của Xuân Hoa Diễm liên tục được đẩy nhanh. Phe phản diện hay nội gián đều quá rõ ràng. Thậm chí là cuộc đối đầu của Mộ Dung Huyền Liệt và Mộ Dung Cảnh Hòa đã được hai người lật ngửa. Những điều này có thể là một trở ngại cho phim vì thiếu yếu tố gây tò mò cho người xem. Nếu các tập tới kịch bản không làm chặt chẽ, tạo nên thế giằng co hợp lý giữa hai phe, Xuân Hoa Diễm sẽ rất khó để giữ khán giả. Tuy nhiên, điểm sáng của Xuân Hoa Diễm chính là diễn xuất của cả Lưu Học Nghĩa,
Ngô Cẩn Ngôn và những diễn viên đều có diễn xuất rất tốt, khiến khán giả bị cuốn theo những diễn biến của phim. Thêm vào đó, qua đến tập 7 của phim, phim càng ngày càng có những cải biên hợp lý, xoa dịu bớt những tình tiết quá ngược trong tiểu thuyết gốc. Bên cạnh đó, kịch bản phim còn khai thác thêm những khía cạnh chưa được nói đến trong tiểu thuyết gốc, mở rộng những nội dung mới để bù đắp cho những điều còn thiếu sót đối với một bộ truyện chỉ vọn vẹn 16 chương. Bạn đã xem Xuân Hoa Yếm hay chưa? Bạn có đánh giá như thế nào về bộ phim? Hãy chia sẻ nhận xét của bạn với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!